số gì ra, con số gì ra. Chào mừng người đẹp đến từ thành phố Quy Nhơn, người con đẹp Lý Thu Thảo. Con số gì kinh là con số gì kinh. Quét ghê vậy. Người đẹp đến từ thành phố Hồ Chí Minh, người đẹp Phan Phan. Người đẹp Bibi Phượng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Kiên Giang, người đẹp Thảo Nhi. Con số gì lên là con số gì lên. Con số gì kinh là con số gì kinh. Người đẹp cao cao đến từ Củ Chi. Người đẹp Cẩm Dung đến từ An Giang. Con số gì ra? Tài năng sân khấu Lê Cần đến từ Cà Mau. Con số gì kinh là con số gì kinh. Ca sĩ U Cường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng chào đón tất cả các gương mặt của thành viên Sài Gòn Tơ Thời tối đêm nay phục vụ cho đêm bán kết của Miss Lotto mùa thứ 3. Và từ thời đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại khu văn hóa đầu đồng Lê Chào trân trọng nhất ạ. Thưa quý vị, và chắc có lẽ là quý vị cũng sẽ thắc mắc tại sao mà không giới thiệu luôn những thành viên tiếp theo sẽ thi tối đêm nay. Thì kính thưa quý vị, bởi vì chúng tôi sẽ có một sự sắp xếp nhỏ. Thứ nhất là giám khảo khách mời chưa có tới. Thứ hai nữa là để cho các bạn thí sinh thật sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Tại vì đêm nay là đêm thi có phần tài năng và tài lẻ nữa. Cho nên là rất là mong quý vị sẽ thông cảm. Khi mà thí sinh bắt đầu thi thố thì chúng ta sẽ thấy thí sinh xuất hiện quý vị nha. Và cái bây giờ chắc có lẽ là vòng loại đầu tiên, vòng loại khởi động cho đêm thi tối đêm nay. Có thể là cho không khí nó náo nhiệt hơn, chúng ta sẽ có những vòng khởi động. Và tối đêm nay Sài Gòn Tân Thời sẽ dành cho tất cả quý vị rất là nhiều vòng loại may mắn. Trong đó chúng ta sẽ có 4 vòng loại đặc biệt với mỗi vòng loại. Kính thưa quý vị, vàng đang rất cô giá quý vị nha. Đây là cơ hội quý vị nha. Nó lên giống như là mặt trời mọc, quý vị không thể nào ngừng được. Cho nên quý vị rất là mong là quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho Sài Gòn Tân Thời. Chúng ta sẽ có 4 vòng loại đặc biệt. Dạ, lên như số ví của cầu cầu qua, hay là lên như cái lỗ mũi của Châu Pha vậy quý vị. Và mỗi ngày nó mỗi cao và không có giới hạn quý vị nha. Rồi, ngay bây giờ dòng lời đầu tiên, rất là mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình cho bổn đoàn. Và mời lời bé chỉ có 10.000 đồng, chúng ta sẽ nhận quà tặng phẩm, đó là một con gấu bông trị giá 500.000 đồng, kèm theo một phần quà đồ nhựa gọi là có chất lượng tốt nhất hiện tại tại sản phẩm nội địa đó quý vị, là từ nhà tài trợ Phi Tiết. Song song đó, Vũ Studio sẽ tặng cho quý vị may mắn một cái voucher có thể là thuê hoặc mướn áo dài hoặc áo cưới miễn phí đó quý vị nha. Rồi, rất là mong những vòng loại khởi động cũng sẽ dành tặng cho quý vị khán giả nhiều không khí náo nhiệt từ Sài Gòn Tân Thời. Và chúng ta sẽ có một đêm thi diễn từ các bạn thí sinh thật sự thành công nhất quý vị ha. Rồi, ngay bây giờ dòng loại đầu tiên là mấy chúng ta chuẩn bị hướng mắt về sáng bắt đầu. Do số, dạ chưa, dạ khoan, đợi xíu, dạ cái này quên. Dạ hồi nãy lên vô cái nó lo dọn sân khấu lắm, dạ ngắm nghía lại, dạ được rồi. Nè, quý vị thân mến, dạ quên. Luật chơi, dạ có ai lần đầu tiên đến với Sài Gòn Tân Thời, quý vị giơ tay giùm cho em. Dạ. Dạ em lần đầu tiên, dạ mẹ lần đầu tiên tới luôn mẹ hả? Dạ. Dạ vé lô tô của Sài Gòn Tân Thời sẽ có 60 con số mẹ nha, 60 con số. Tương ứng với 60 trái banh trong lòng cầu mà người đẹp Hùng Cường đang đứng đó quý vị. Trời ơi. Bữa nay tôi mới phát hiện ổng cao hơn cái lồng cầu có chút xíu hả ông nội ơi. Rồi quý vị, dạ. Rồi, khi mà bổn đoàn bắt đầu kêu một con số nào quý vị vui lòng và dùng tâm sẽ răng chọt vô con số tương ứng 4 con trên bàn ngang quý vị may mắn đọc giải quý vị nha. Và khi quý vị đọc giải dơ thật nhanh thật lẹ, bàn tay của quý vị hoặc chạy thẳng lên sân khấu để nhận thưởng. Và chúng ta sẽ nhận thưởng. Nếu quý vị kinh trùng thì chúng ta sẽ nhận được 2 con gấu nhỏ, sau đó quay lồng cầu ai bốc được con số lớn hơn người đó tới số nhận gấu bự giùm em quý vị nha. Rồi, với phần thưởng đặc biệt cũng như vậy, tất cả
cả. Phần thưởng đặc biệt sẽ không được quy đổi vào tiền mặt hoặc chia đều bởi với đó là hình thức cờ bạc, nên là chúng tôi sẽ tặng một khán giả may mắn duy nhất mà thôi. Xin cảm ơn quý vị sẽ ủng hộ cho Sài Gòn Tân Thời qua tuần vòng loại quý vị nha. Và khi các bạn thí sinh có thi diễn đó bước ra, quý vị cũng hãy dành một tràng pháo tay khích lệ để cổ vũ cho tất cả các bạn thí sinh. Lời lời xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều ạ. Và để theo dõi những tập thi mới nhất và chưa được phát sóng đó quý vị đón xem vào mỗi tối thứ năm hàng tuần vào lúc 20 giờ quý vị nha. Lần trước á, do tuần rồi có trục trặc đó quý vị, tại vì thiệt sự là cái mùa này đó là cái mùa nói chung là cũng hơi may mắn của đoàn quý vị, và quảng cáo đặt cũng nhiều nên dựng không có kịp, quý vị thông cảm nha. Rồi sau tuần sau tụi em ổn định trở lại rồi mọi thứ nó sẽ vô nề nếp rồi, quý vị sẽ có từ thứ năm hàng tuần trở đi sẽ rất là nhiều sản phẩm. Ngôi nhà buổi chiều tuần này chúng ta cùng đến với người đẹp Đặng Ký Cầu Cầu quý vị nha. Và quý vị sẽ tìm hiểu thêm xem là ở trên sân khấu là một trong những người đẹp rất là rạng rỡ của Sài Gòn Tân Thời với cân nặng kỷ lục nhất, chưa có bà BD nào mà nặng như vậy quý vị. Và sau đó là chúng ta biết là sau cái background thì Cầu Cầu làm cái gì, và ban ngày phải lượm dê chai, buổi tối phải đi và trộn hồ rồi quý vị, thì quý vị có thể coi Ngôi Nhà Buổi Chiều của Cầu Cầu vào tối ngày mai quý vị nha, vào lúc 18 giờ. Và ngay bây giờ vòng loại đầu tiên có vẻ trên tay hướng mắt về sân khấu chuẩn bị cho số quý vị ơi. Mấy gì đã số gì đã mấy gì đã trở lại đây, trở lại đây mà nghe chưa số mấy gì đã 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 số gì đây mấy gì đã mấy gì đã lặng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra con mấy gì đã số gì đã mấy gì đã mấy gì đã thao nhi còn mấy chiếc chốt mấy gì đã số gì đã mấy 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 gì đã chuông đồn chùa xa chiều tan trường về đẹp cùng làm chuông bước cuối neo đường đi đôi bóng hẹn mùa thi la khóc đợi người đi lần cuối gặp nhau lang thang đôi yêu mai nghe anh em thương anh chân tình nếu duyên không thành đẹp ơi là cắt tóc chung đời mà thiên môn 34 và 34 mấy gì ra 34 số đầu tiên hai gì đây hai gì ra hai gì đây hai gì đây qua từng mỗi đêm thì của đoàn chúng em đây gửi đến quý vị tham gia yêu mến môn nghệ thuật cho dân gian kêu số giao lâu tổ mong góp chút sức mình để mọi người được vui nhớ đến xem ủng hộ đoàn em nha chúng em mãi sẽ luôn ghi nhớ quý anh em quý bà con đã luôn theo sát đoàn mến sao ôi thắm lòng của chú cô gần xa 23 mấy gì đã mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đã số gì đây mấy gì đây bình minh sáng tươi kênh quê ruộng lúa bao la đầy đồng gió nhẹ nhẹ lại ngang nhiên cánh lúa trổ bông ta đây đồng sương ngát mướt trời xanh nhờn như chim ca còn số chín số là con mấy số gì đây số gì đây số gì đây gió lai áo kèo dù gặp tầm đằng con keo nói câu em cũng trèo con câu em cũng lợi dạng đèo em cũng cam 58 còn 58 là 58 số gì đây năm gì đây năm gì đây ngày lai ngày chờ mong nhớ thương sao làm chi cho khổ đau tìm buồn là gì người nay nói đi nói ra đây cho bờ cơn sầu lây 57 số gì đây con số gì đây ai yêu quê hương ghen qua thăm người miền tây yêu dấu cha dân quê tôi tiếng chào nghe dễ thương tàu na còn người người dân Khmer có điều làm con ngất ngay tâm hồn con số tốt con số từ đi con số từ con số bốn cái là con số bốn số gì đây cái là số gì đây mười gì đây cái là mười gì đây mười gì đây cái là mười gì ra mười gì ra chiếc xe mini dài 20 tước em đây ngồi trước quan huyện mà ngồi sau hai đứa chở nhau đi về mà long xuyên đây con mười nguyên số 10
10. Con số 10, con số 10, con số kia đây, con số kia đây, số kia đây. Giải banh nè mấy mẹ. Rồi, kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời khán giả về mắt của lên sân khấu để nhận thưởng vòng loại đầu tiên, cũng là vòng loại mở hàng quý vị. Và em xin cảm ơn chân thành đến tất cả các lực lượng dân quân và công an khu vực đã báo cho đoàn biết là hiện tại có một lực lượng móc túi của vị, năm ngón của vị đang trà trộn. Quý vị cẩn thận tư trang tiền bạc giùm cho em nha. Dạ, rất là may mắn khi nhận được sự hợp tác của quý anh chị đã đến và thông báo cho đoàn biết trước. Và rất là mong quý vị khán giả phải cẩn trọng và tư trang tiền bạc của mình quý vị nha. Rồi. Con số hồi nãy chị Kinh lên số mấy? Dạ 40. Dạ 40, có 157. Dạ có 2.